chương 281, tôi cũng được coi là đã từng đi lính. Anh quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đang chạy về phía anh, nói cha, đúng là anh rồi, tôi đã đi theo anh được một lúc, còn tưởng là mình nhận nhầm chứ. Lê Văn Vân cũng hơi ngẩn ra. Cô gái trước mặt anh chính là Vương Giai Kỳ. Anh sờ mũi, hỏi cô không ở ký túc xã à? Không, Vương Giai Kỳ nói, ở ký túc xá không thoải mái. Trường chúng tôi ở ngay gần đây, thế là tôi liền mua một căn hộ ở cư xá này, còn anh, anh đến đây làm gì? Lê Văn Vân im lặng không đáp, cuối cùng anh cũng biết tại sao đám phạm nhược tuyết lại chọn sống ở đây. Chỗ này có vương giai kỳ, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có thể lập tức hỗ trợ. Nhưng anh vẫn thấy rất ngạc nhiên, vương giai kỳ này là con cháu của nhà họ vương ở Yến Kinh, người có tiền đi học đúng là khác người thường, còn mua hẳn một căn hộ gần trường như này. Tôi đến xem nhà, sau này có lẽ tôi cũng sẽ chuyển đến đây lê văn vân cười nói vương giai kỳ sửng sốt sau đó hỏi với vẻ kinh ngạc thật ư lê văn vân gật đầu audio điện tử võ tấn bền vậy cũng được sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau tôi mời anh ăn đêm được không vương giai kỳ cười để lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp của mình lê văn vân gật đầu đáp không thành vấn đề Vương Giai Kỳ cười nói, vậy thì đi theo tôi, bên ngoài trường chúng tôi có một quán thịt nướng cực kỳ ngon. Nói rồi, cô ấy kéo Lê Văn Vân chạy về phía trường học. Trường của Vương Giai Kỳ cũng là Đại học Lâm Hải. Khoa mỹ thuật của Đại học Lâm Hải là nơi hội tụ nhân tài của toàn quốc, bên trong có rất nhiều nghệ thuật gia. Lê Văn Vân đã 9 năm không trở lại Đại học Lâm Hải, lúc đi qua cổng trường, trong lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi niềm hoài niệm. Vương Giai Kỳ kéo Lê Văn Vân đến quầy thịt nướng, sau đó cầm một chiếc đĩa chọn rất nhiều món, vừa chọn vừa nói quản này là quản thịt nướng ngon nhất ở bên ngoài trường chúng tôi đó. Lê Văn Vân mỉm cười, quản thịt nướng này cũng đã mở rất nhiều năm. Năm đó, khi anh còn học trong trường, công việc buôn bán của quán đã khá tốt. Chỉ có điều lúc đó anh không thường đến ăn, vì Diệp Mộng không thích ăn những thứ này. Nhưng mùi vị của thịt nướng ở đây thực sự rất ngon, nhìn món thịt nướng là anh nhớ đến Hoàng Thị Kỳ, nếu cô ta đến đây có lẽ cô ta sẽ ăn nhiều thịt nướng đến nỗi chủ quán cũng phải thấy hoài nghi nhân sinh sau khi chọn chỗ ngồi vương giai kỳ cười khúc khích hỏi lê văn vân anh đã từng đi lính chưa hả lê văn vân ngạc nhiên hỏi sao bỗng nhiên cô lại hỏi vậy hôm đó lúc anh làm mẫu vẽ ý anh đã ngồi yên không nhúc nhích trong hơn một tiếng đồng hồ người chưa từng đi lính chắc chắn không thể có ý chí hay khả năng khống chế bản thân như vậy được hoặc là anh đã từng luyện võ Vương Giai Kỳ nói. Lê Văn Vân nhìn cô ấy, nét mặt hơi biến đổi. Cô gái nhỏ này là người nhà họ Vương, hẳn là cũng có chút nền tảng võ thuật, nói không chừng tài nghệ của cô ấy còn tốt hơn cả Trần Hiểu Nguyệt. chương 282 E là anh ta xong đời rồi. Phương Duệ vẫn phất lờ sự uy hiếp của cô ấy, cậu ta nhìn Lê Văn Vân nói, anh không nghe hiểu tiếng người à. Anh cũng không nhìn lại bản thân mình đi, anh xứng ngồi ăn với kỳ kỳ sao. Tôi bảo anh đứng dậy, anh có nghe thấy không giọng của cậu ta đã thu hút sự chú ý của không ít người đó chẳng phải là vương giai kỳ hoa khôi trường chúng ta ư người đàn ông ngồi đối diện cô ấy là ai vậy sao cô ấy lại dám ngồi ăn cùng người đó còn bị phương duệ bắt gặp nữa chứ e là anh ta xong đời rồi trước đây những người có quan hệ tốt với vương giai kỳ đều bị phương duệ đánh cho một trận đúng vậy nhà phương duệ lại giàu có trước đây hình như còn từng là xã hội đen ở Lâm Hải ai dám chọc vào bọn họ chứ? Đúng thế, Phương Duệ là người nhà họ Vương, là em trai ruột của Phương Quân. Trong tiếng bàn tán xôn xao, Lê Văn Vân cũng đã hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Anh mỉm cười, nhìn Phương Duệ nói chẳng lẽ cậu không nhìn ra, Vương Giai Kỳ không hề thích cậu, thậm chí còn rất ghét cậu hả? Đó là chuyện giữa tôi và cô ấy. Phương Duệ rừng dưng đáp, anh đừng nói mấy lời thừa với tôi, mau cút đi. Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó ngẩng đầu lên, cười híp mắt lại, nhìn cậu ta nói, xem ra trường học đã không dạy dỗ cậu cẩn thận rồi. Anh có cút không? Sắc mặt Phương Duệ tối sầm xuống, hầm hè nhìn Lê Văn Vân. Cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, thẳng tay nhấc một chiếc ghế đổ ở bên cạnh, chỉ một ngón tay vào mặt Lê Văn Vân, hỏi tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có cút không? Vương dài Kỳ hơi biến sắc, vừa định nói gì đó thì một giọng nói đã vang lên bỏ đồ xuống cho anh lê văn vân nhìn về phía phát ra âm thanh thấy phương quân đang vội vàng len qua đám động chạy đến túm lấy tay phương duệ nói em mau xin lỗi người ta đi lúc này phương duệ và đám người đang xem kịch vui đều sửng sốt khoảng cách từ nhà hàng thịt nướng và cổng trường đại học lâm hải không xa hai người lê văn vân và vương giai kỳ ngồi cùng nhau vương giai kỳ ngạc nhiên nhìn phương quân đang lao tới không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng rồi vừa rồi sau khi phương quân chơi bóng đánh cầu ở đại học lâm hải xong cậu ta bảo phương duệ đến nhà hàng thịt nướng bên này gọi đồ ăn trước còn cậu ta để bóng lên xe đến muộn một lúc kết quả khi đến nơi thì thấy phương duệ đang xô sát với người ta lúc đầu cậu ta cảm thấy không có gì cả bọn họ bắt nạt người khác là chuyện thường tình kết quả là khi cậu ta nhìn thấy người ngồi ở đó là lê văn vân cả người cậu ta bị dọa đến nỗi muốn tẻ ra quần. Lần trước trở về nhà, cậu ta kể chuyện đó cho bố mình là Phương Hàn Sơn. Sau khi Phương Hàn Sơn nghe nói Lê Văn Vân có một ít quan hệ gì với Lôi Bân thì phản ứng không giống với bên nhà họ Liễu. Bên nhà họ Liễu muốn đến tập đoàn Hãn Vũ để chất vấn. chương 283 tôi có chuyện muốn tìm cô. Mặc dù rất ồn ào và hai người nói chuyện với nhau bằng giọng rất nhỏ nhưng vẫn bị Lê Văn vẫn nghe thấy rõ ràng lê văn vân khẽ cười trong lòng cũng không quá quan tâm xung quanh có rất nhiều sinh viên đại học lâm hải đang theo dõi sắc mặt của phương duệ không được tốt lắm nhưng cậu ta vẫn vội vàng nói lê văn vân ngại quá vừa rồi tôi không biết đó là anh vừa rồi tôi quá bốc đồng hy vọng anh đừng so đo lê văn vân xua tay nói ăn thịt nướng mà cũng nhiều chuyện như vậy kiếm chỗ nào mát mẻ mà ngồi thôi những người vây xem xung quanh và sinh viên đại học lâm hải đều sợ đến ngây người Phương Duệ là ai? Là trùm trường của Đại học Lâm Hải, ngay cả giáo viên và hiệu trưởng của trường cũng không để vào mắt, bây giờ lại thực sự xin lỗi Lê Văn Vân rồi. Hơn nữa, Lê Văn Vân ngồi ở đó ăn mặc khá bình thường, trông còn có vẻ không kiên nhẫn. Bọn họ không khỏi bắt đầu tò mò rốt cuộc Lê Văn Vân là ai. Tất nhiên, không ai trả lời họ. Sau khi xin lỗi, Phương Duệ nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, cảm thấy mình không thể ở lại nơi này được nữa nên kéo phương quân rời khỏi đây như bỏ trốn vậy. Lúc này, thịt nướng cũng đã được bưng ra, hai người Lê Văn Vân và Vương Giai Kỳ không bận tâm quá nhiều mà vẫn cứ ăn. Trò hề qua đi, những người vây xem cũng tự giải tán. Chờ mọi người rời đi, Vương Giai Kỳ mới nhìn Lê Văn Vân, nghi ngờ hỏi, Lê Văn Vân, rốt cuộc anh đã làm gì mà tên phương quân kia lại sợ anh như vậy? Hai anh em này đều là những kẻ ác có tiếng ở Lâm Hải trước kia gia đình họ còn có xuất thân từ xã hội đen nữa vậy mà bọn họ lại sợ anh như thế nói đến đây khóe miệng vương giai kỳ lộ ra một nụ cười anh nói mau tại sao bọn họ lại sợ anh ăn đi ăn đi lê văn vân muốn miễn cưỡng cho qua hai mắt vương giai kỳ hơi sáng lên cô ấy nhìn quanh bốn phía sau đó thận trọng nói không phải anh là người đến từ thế giới ngầm chứ lê văn vân thầm ngạc nhiên không ngờ Vương Giai Kỳ lại biết sự tồn tại của thế giới ngầm, tuy nhiên trên mặt anh vẫn lộ ra vẻ mờ mịt nói cái gì mà thế giới ngầm chứ. Xì, thật nhàm chán, Vương Giai Kỳ bĩu môi nói. Sau khi hai người ăn xong, Vương Giai Kỳ đi thanh toán rồi nói, đi thôi, có muốn đến trường tham quan không? Lê Văn Vân kiểm tra thời gian, đã hơn 10 giờ tối. Anh lắc đầu nói, thôi đi, tôi sắp phải về nhà rồi. Nếu không phải do có người luôn theo dõi, Lê Văn Vân đi cùng cô ấy đến trường một lúc cũng không thành vấn đề. Nhưng anh thực sự không thể chịu nổi cảm giác bị người ta theo dõi. Thật ra, từ khi bọn họ bắt đầu rời cứ xá, Lê Văn Vân đã cảm giác được luôn có một người đi theo phía sau bọn họ. Lê Văn Vân đoán có lẽ là người do nhà họ Vương phái tới để bảo vệ Vương Giai Kỳ nên cũng không nói gì. Nhưng anh không thích cảm giác có người nhìn chằm chằm sau lưng mình cho lắm. mươi 284 vấn đề của Lê Văn Vân quá lớn bên trong quán bar ánh đèn lập lè, tiếng nhạc nặng nề không ngừng vang lên lê văn vân đến cửa rồi đưa mắt nhìn quanh chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng dáng của hoàng thi kỳ bên cạnh hoàng thi kỳ là hai người đàn ông đang cầm ly rượu lê văn vân khẽ cao mày âm thầm đổ mồ hôi thay hai người đàn ông kia người đẹp uống một ly đi ed richard cũng được đó lê văn vân vội vàng bước tới và vỗ vai bọn họ hai tên đàn ông kia quay đầu lại khi nhìn thấy Lê Văn Vân thì câu mày nói có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ yêu cầu các anh tránh xa người phụ nữ của tôi một chút. Lê Văn Vân cười với bọn họ. Nói xong, anh trực tiếp phòng lấy eo Hoàng Thi Kỳ. Hoàng Thi Kỳ cũng rất tự nhiên dựa vào người Lê Văn Vân. Hai tên đàn ông nhướng mày nói, vô vị. Chờ bọn họ rời đi, Lê Văn Vân mới buông Hoàng Thi Kỳ ra, cười nói nếu tôi không tới thì cô dự định làm gì đây? đánh một trận thôi, còn có thể làm sao bây giờ? Hoàng Thi Kỳ cầm ly rượu, cười hì hì nói, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Lê Văn Vân nhìn xung quanh, sau đó gọi người phục vụ, nói, đổi ghế dài. Hai người chuyển sang một chiếc ghế dài tương đối lệch một chút, Lê Văn Vân mới cau mày hỏi, sao cô lại chạy tới quán ba? Không phải cố ghét nhất mấy nơi kiểu này sao? Ở đây có mục tiêu à? Cần tôi ra tay không? Chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, tôi ra tay là được anh tìm tôi có chuyện gì bởi vì quá ồn ào bọn họ không thể không dựa vào gần nhau mà nói chuyện lê văn vân thở ra một hơi nhìn thoáng qua xung quanh sau đó cúi người nói vào tai hoàng thi kỳ ấn giả đã xuất hiện rồi tên đó và hồng liên đang hợp tác với nhau muốn ra tay với một cô gái nhà họ vương ở lâm hải cái gì hoàng thi kỳ nhướng mày hỏi thật sao ừ lê văn vân gật đầu nói bây giờ đám người bác sĩ phạm cũng đến lâm hải rồi cô ấy hỏi tôi muốn xin số điện thoại của cô. Hoàng Thị Kỳ cao mày nói, anh cho bọn họ số điện thoại của tôi rồi à? Cho rồi, chắc là cô ấy tìm cô cũng vì chuyện này, có thể không chắc chắn hoàn toàn sẽ phòng vệ tốt trước ẩn giả, đoán là sẽ nhờ cô giúp đỡ, Lê Văn Vân nói. Hoàng Thi Kỳ bình tĩnh nói, trước khi báo thù, tôi sẽ không trở về, cũng sẽ không giao thủ với bất cứ ai trong người gác đêm. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi, anh cảm thấy Hoàng Thi Kỳ có chút kỳ lạ, anh trầm ngâm hỏi, "Số 2, cô đang giấu tôi điều gì đó?" Sắc mặt của Hoàng Thi Kỳ khẽ biến đổi, cô ta nhìn về phía Lê Văn Vân. Đồng thời, trong phòng bao ở tầng 2 của quán bar, cửa sổ của một phòng bao trong số đó được mở ra. Cửa sổ của phòng bao ở tầng 2 của quán bar lưu hỏa được trang bị kính cách âm, khi mở cửa sổ là có thể hòa vào bầu không khí của tầng 1. Nếu đóng nó lại thì bên trong lại vô cùng im lặng. Hơn nữa từ vị trí tầng 2 có thể nhìn thấy rõ ràng hầu hết những nơi trong tầng 1. Chương 285, cô quen à. Bốn người Diệp Mộng, Đặng Hân Hân, Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đều có thể nói là những người đẹp hạng nhất. Khi bốn người đẹp này xuất hiện trong quán ba cũng đủ khiến bất cứ người đàn ông nào phát cuồng. Phía dưới vang lên tiếng la ó. Đặng Hân Hân nhìn thấy rõ ràng Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ bên dưới. Cô nhướng mày nói, "Là cô ấy?" "Cô quen à?" Diệp Mộng hỏi, Đặng Hân Hân trầm ngâm một lúc rồi nói, cũng không phải là quen. Trước đó, lúc cô ấy đến ngân hàng của chúng tôi bàn chuyện làm ăn thì tôi là người đã bàn việc với cô ấy. Nhân viên của ngân hàng Tân Hải sẽ giữ bí mật về người sử dụng thẻ ngân hàng kim cương. Nếu người giữ thẻ kim cương không muốn tiết lộ thì bọn họ sẽ không nói một chữ. Về phần loại người bằng lòng tiết lộ bản thân như Liễu Vân Sơn không thuộc phạm vi cai quản của cô. Diệp Mộng hơi cau mày, sau đó nói tịch tịch em đi gọi bọn họ lên chơi chung đi đỗ tịch tịch gật đầu nói dạ bên dưới lê văn vân nghiêm túc nhìn hoàng thi kỳ biểu hiện của hoàng thi kỳ quả thật khiến anh kinh ngạc rồi những gì cô ta biểu hiện ra ngoài là hoàn toàn không muốn tiếp xúc với người của người gác đêm thậm chí cả việc mình cho phạm nhược tuyết số điện thoại của cô ta cô ta cũng có chút không vui điều này khiến lê văn vân có hơi bất ngờ đây hoàn toàn không phải không muốn trở về mà là, có phần mâu thuẫn với người gác đêm. Nghĩ đến ẩn giả đã phản bội người gác đêm, Lê Văn Vân có chút lo lắng không biết ba năm qua đã xảy ra chuyện gì với cô ta, vì thế mở miệng hỏi có phải cô đang giấu tôi chuyện gì không? Hoàng Thị Kỳ khựng lại, sau đó nhăn mũi, kinh ngạc nói, đâu có, sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Lê Văn Vân cũng hiểu tính cách của Hoàng Thi Kỳ, bọn họ gia nhập vào người gác đêm cùng lúc, sau này ở cùng một tiểu đội trong suốt 6 năm, cho đến khi một chuyện không may xảy ra 3 năm trước. Cô ta sẽ nhăn mũi khi nói dối. Nhưng tương tự, Lê Văn Vân cũng rõ tính cách của cô ta rất cố chấp, chỉ cần cô ta không muốn nói thì nhất định sẽ không bằng lòng thổ lộ. Anh nghĩ đến lúc trước khi Tần Quốc Thành nghe thấy mình tìm được Hoàng Thị Kỳ thì trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Kết nối những việc này lại một lần nữa. Dù là Hoàng Thị Kỳ hay người gác đêm thì chắc hẳn cả hai bên đều có chuyện gạt mình. Và cả Hoàng thị Kỳ và người gác đêm đều không nói với mình, điều đó có nghĩa là chuyện có liên quan đến mình. Anh không truy vấn Hoàng thị Kỳ nữa. Anh biết rằng một khi Hoàng thị Kỳ đã không muốn nói thì dù anh có hỏi cô ta như thế nào, cô ta cũng sẽ không nói ra. Tôi chỉ cảm thấy cô có hơi kỳ lạ. Lê Văn Vân nói rồi đưa tay khoác lên vai Hoàng thị Kỳ nói, "Số 2, hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng mong cô có thể nói với tôi. Tôi mạnh hơn cô, từng là đội trưởng của đội chúng ta." Chờ chúng ta trở lại người gác đêm, tôi vẫn sẽ là đội trưởng của cô, còn có thể là tiểu đội mũi nhọn mạnh nhất của người gác đêm. Vì vậy tôi hy vọng, nếu cô có bất cứ tâm sự gì, cô có thể cho tôi biết, tôi sẽ gánh vác nó cùng cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 286 đoạn video đó là giả sao? Lòng hiếu kỳ của Đỗ Tịch Tịch này rất lớn, lúc trước bởi vì tò mò Đỗ Thương Bắc đã được mình cứu như thế nào nên đã không ngừng quấy dày anh lúc ở giang thành đương nhiên cũng vì như thế mà hai người bọn họ mở trở nên quen thuộc với nhau hiện tại để cho cô ấy nghe được mấy cái này cô ấy không truy hỏi kỹ càng sự việc mới là lạ lê văn vân đau đầu vô cùng vội ho khan một tiếng nói quầy cô nghĩ nhiều quá rồi để tối giới thiệu với cô một chút đây là hoàng thi kỳ bạn thân nhất của tôi điều chúng tôi vừa nói là những ngày tôi và cô ấy làm bảo vệ trực đêm cùng nhau lúc đó tôi là đội trưởng đội bảo vệ là bảo vệ giỏi nhất trong đội bảo vệ của chúng tôi đáng ghét đỗ tịch tịch nói lê văn vân tôi phát hiện anh thật sự đang nói lung tung người đẹp này có thể bàn chuyện làm ăn tại ngân hàng tân hải mà lại chạy tới làm bảo vệ với anh à thể nghiệm cuộc sống thì sao lê văn vân xoa mũi nói anh mau nói cho tôi biết đi đỗ tịch tịch kéo cánh tay lê văn vân nói tôi cầu xin anh đó anh cứ nói cho tôi biết đi rốt cuộc anh là người thế nào lúc nào cũng bị bí ẩn ẩn có gì mà không thể nói được chứ đầu lê văn vân sắp nổ tung luôn rồi anh nhanh chóng chuyển chủ đề không phải mấy người diệp mộng bảo chúng ta lên chơi sao đi thôi chúng ta lên đi nói rồi anh kéo đỗ tịch tịch đứng lên đỗ tịch tịch bám chặt cánh tay anh như muốn treo trên người lê văn vân nói không lên đầu anh phải nói rõ ràng với tôi trước tôi cầu xin anh đó bên cạnh Hoàng Thị Kỳ nhìn bộ dạng khó chịu này thì không nhịn được mà nở một nụ cười. Sau đó cô ta cũng đứng dậy, đi bên cạnh Lê Văn Vân lên lầu. Mấy người đàn ông trong quán ba nhìn thấy hai người đẹp đi bên cạnh Lê Văn Vân, đặc biệt có một người còn bám lên người Lê Văn Vân, trên mặt bọn họ cũng lộ ra biểu cảm hâm mộ. Chẳng bao lâu, lên đến tầng 2, Lê Văn Vân hỏi, phòng bao nào? Không nói cho anh biết, anh mau nói cho tôi biết những lời vừa rồi anh nói là có ý gì đi. Đỗ tịch tịch thả cánh tay của Lê Văn Vân ra, bĩu môi nói. Nếu cô không nói gì thì tôi đi đây. Lê Văn Vân nhún vai, giả vờ bước xuống lầu. Lê Văn Vân, đúng lúc này, cửa của một phòng bao bỗng nhiên mở ra, Trần Hiểu Nguyệt thò đầu ra từ bên trong, chúng tôi ở bên cạnh. Lê Văn Vân đã lâu không gặp Trần Hiểu Nguyệt, mỉm cười đi tới. Đỗ tịch tịch tức giận đến mức rậm chân, cũng đi theo vào trong phòng bao. Bên trong phòng bao cực kỳ yên tĩnh, bày rất nhiều đĩa trái cây linh tinh bên trong cửa sổ đã được đóng lại không có âm thanh gì phòng bao là kiểu cây tv có thể ca hát bên trong diệp mộng nhìn hoàng thi kỳ bên cạnh lê văn vân hơi cao mày sau đó nói với lê văn vân chuyện vưu tường phải cảm ơn anh rồi cô biết rằng việc hoãn tiệc đính hôn giữa mình và vưu tường là do lê văn vân làm mà hiện tại lựa chọn của nhà họ diệp là phải đi cầu xin nhà họ lê và từ bỏ phía nhà họ vưu điều này cũng đồng nghĩa với việc hôn ước của cô và vưu tường đã kết thúc sau khi lê văn vân giới thiệu sơ qua mọi người với nhau bọn họ ngồi xuống ghế sofa vừa mới ngồi xuống cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra diệp kỳ bưng chai rượu đi vào nói các người đẹp cho các em vừa nói đến đây anh ta liền nhìn thấy lê văn vân trên mặt lập tức dâng lên lửa giận nói lê văn vân mày còn dám tới chỗ của tao diệp mộng cau mày nói anh anh đừng tức giận đám tịch tịch đều là bạn bè của anh ấy. Anh ấy đến đây chơi một chút cũng không sao hết, mươi 287 sau đó phát hiện chẳng có gì thú vị cả. Trong tòa nhà văn phòng trụ sở của nhà họ Lê, lúc này các lãnh đạo cấp cao đã bắt đầu tập trung về phía phòng họp. Hầu hết những thành viên cấp cao đều là người của nhà họ Lê, loại sản nghiệp gia tộc này, ngoại trừ những người thân trong dòng họ ra thì không ai có khả năng leo lên vị trí lãnh đạo xa sao. Lúc này, lãnh đạo cấp cao của bọn họ đều nhận được điện thoại nên lập tức đến phòng họp để họp khẩn cấp đúng đó không phải là một cuộc họp thường lệ vào thứ hai hàng tuần mà là một cuộc họp khẩn cấp lúc này trong văn phòng chủ tịch bàn tay của lê trung hằng hơi run rẩy bíp 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 trên bàn làm việc của ông ta điện thoại vẫn đổ chuông nhưng lê trung hằng không trả lời lúc đầu ông ta khá bình tĩnh thương trường như chiến trường thế nhưng ông ta chưa từng gặp phải tình huống bất ngờ này bao giờ nhưng hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, mãi đến cuộc gọi thứ 10 thì ông ta gần như ngã quỷ. Tất cả đều nhằm vào nhà họ Lê, đây dường như là một âm mưu to lớn, trải rộng khắp các ngành công nghiệp khác nhau do nhà họ Lệ điều hành, bùng nổ toàn diện, hơn nữa nơi khởi xướng không chỉ có Lâm Hải. Ngay cả Lê Trung Hằng đã trải qua nhiều trận chiến, lúc này cũng trở tay không kịp. Bên cạnh ông ta, Lê Tử Thiện cũng ngẩn ra. Bây giờ bọn họ không còn tâm trí đâu mà lo lắng chuyện của Lê Hằng nữa. Lúc này trong lòng Lê Tử Thiện như đông cứng lại. Không biết có phải do Lôi Bân cầm đầu không, chẳng hiểu tại sao mà ông ta luôn căm ghét chúng ta. Lê Tử Thiện nói, trước đây đã có xích mích và cạnh tranh với chúng ta rồi, khi chúng ta đuổi Lê Cảnh An đi thì ông ta lại thu nhận vào công ty của mình. Vẻ mặt của Lê Trung Hằng cực kỳ khó coi, "Con hãy mau liên lạc với ông ta." Lê Tử Thiện gật đầu anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại của lôi bân rồi bấm gọi ngay sau đó điện thoại được kết nối giọng nói của lôi bân vang lên ôi cậu cả nhà họ lê à tôi đang họp có chuyện gì không chủ tịch lôi tại sao ông lại ra tay bất ngờ với chúng tôi như thế này nếu cuộc chiến giá cả cứ tiếp tục như vậy thì chẳng có lợi gì cho đôi bên cả lê tử thiện nói tôi vui giọng của lôi bân vang vọng trong điện thoại cậu quản được sao Tập đoàn Hán Vũ của chúng tôi nhiều tiền lắm, đốt chơi không được à?" Lê Tử Thiện, "Bây giờ tôi đến công ty của các ông để thương lượng có được không?" Lê Tử Thiện vội vàng hỏi. "Không bàn bạc gì hết, lần này cậu chết tôi sống." Lôi Bân nói xong bèn cúp luôn điện thoại. Sắc mặt Lê Tử Thiện khẽ thay đổi nói, "Ông ta cúp máy rồi." Vẻ mặt của Lê Trung Hằng khó coi đến cực điểm rồi, sau đó thở dài nói, "Hãy đến phòng họp trước để suy nghĩ cách giải quyết vậy." Ngay khi Lê Văn Vân vừa ra tay hành động thì nhà họ Lê đã bị sứt đầu mẻ chán, Lê Văn Vân đang đứng ở bên đường, ngáp dài và chờ xe tới. Anh là Lê Văn Vân đúng không? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Lê Văn Vân. Lê Văn Vân quay đầu nhìn thì thấy cách đó không xa có một người phụ nữ nước da hơi vàng đang đi về phía anh. Cô là, Lê Văn Vân nghi ngờ nhìn cô ta. mươi 288, tôi bị nhà trường đuổi việc rồi mấy người thích làm gì thì làm đi. Lê Văn Vân mỉm cười. Lúc này, một chiếc taxi chống chạy tới, Lê Văn Vân đưa tay vẫy dừng lại. Vừa mở cửa chuẩn bị đi vào thì Liễu Tinh Ngữ đã nắm lấy cửa xe nói, anh phải đi theo tôi về nhà, nếu không đừng trách tôi ra tay. Nhìn thấy cô ta đưa tay ra, Lê Văn Vân hơi kinh ngạc. Rõ ràng là cô ta đã từng luyện võ. Thật ra trước đây khi Liễu Bạch đánh Lê Văn Vân bằng vợ tennis, lê văn vân đã cảm thấy sức mạnh và kỹ thuật của cậu ta mạnh hơn người thường nhưng lúc đó lê văn vân đã đẩy liếu bạch ngã xuống đất cũng không nghĩ ngợi nhiều bây giờ xem ra nhà họ liếu có địa vị cao ở lâm hải cũng là do những nguyên nhân này cô em xã hội đen đừng quả đảng lê văn vân nhìn liếu tinh ngữ nói liếu tinh ngữ ngẩn ra sau đó đôi mắt gần như bùng cháy cô ta trợn mắt nói anh nói ai là xã hội đen hả vừa nói Cô vừa nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, có thể lập tức chế ngự anh trai tôi, tôi lại muốn xem anh có bản lĩnh gì. Hôm nay anh phải đi về cùng tôi. Đột nhiên bàn tay đang ấn cửa xe của cô ta biến thành nắm đấm, nhân lúc Lê Văn Vân không chú ý đã vung về phía anh với tốc độ rất nhanh. Lê Văn Vân chớp mắt, toàn thân hơi nghiêng về một bên, đồng thời tay phải đánh vào phía sau Liễu Tinh Ngữ một cái. Liễu Tinh Ngữ mất trọng tâm, lảo đảo ngã về phía trước vài bước khi cô ta hoàn hồn lại thì lê văn vân đã đặt mông ngồi lên xe sau đó đóng cửa xe lại và nói lái xe đi nhìn thấy chiếc xe đi xa liễu tinh ngữ rộng chân nói cái tên khốn kiếp này lần này lê văn vân không đến nhà đặng hân hân mà đến nhà của phạm nhược tuyết đợi đến khi anh đã nói rõ với gia đình thì anh cũng sẽ chuyển đến bên nhà phạm nhược tuyết hả xe đi về phía trước được một lúc thì chợt lê văn vân nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mặc chiếc váy dài đen ôm chiếc hộp nhỏ đang đi trên đường vừa đi vừa lau nước mắt đó là trần phi mà lê văn vân đã gặp ở quán bar khi anh trở về lâm hải cả hai đã gặp nhau vài lần cũng đã kết bạn wechat nhưng chỉ tán gẫu mà thôi dừng lại xuống đây đi lê văn vân nói với tài xế tài xế taxi không nói gì dừng xe lại lê văn vân trả tiền xuống xe đi về phía trần phi và đi song song với cô ta Dường như Trần Phi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, lúc này vừa đi vừa lau nước mắt. Lê Văn Vân liếc nhìn chiếc hộp trên tay cô ta, trong đó có rất nhiều sách và những thứ linh tinh khác. Chương 289, không thành vấn đề. Lê Văn Vân nhíu mày. Quả nhiên ở thời đại này hầu hết các bậc cha mẹ khi đánh giá một người có tốt hay không đều nhìn vào điều kiện gia đình của anh ta như thế nào. Lúc đầu anh ta rất tốt với tôi, nhưng luôn tìm cách lừa qua đêm với tôi. Tôi nghĩ rằng quá nhanh nên không đồng ý. Sau đó tôi phát hiện ra, anh ta lại thân thiết với người phụ nữ khác trên xe nên đã đề nghị chia tay với anh ta. Chính là lần tôi đã gặp anh trong quán ba ấy, Trần Phi nói. Lê Văn Vân sướng sờ một lúc, rồi nhớ lại ngày gặp Trần Phi ở quán ba Lưu Hỏa. Trần Phi nói đến đây, tâm trạng càng thêm xúc động, ngay cả cầm chiếc hộp trong tay cũng không chắc, Lê Văn Vân nhanh chóng đỡ lấy chiếc hộp. Trong lòng anh hơi mừng sau khi tìm hiểu về quá trình trần phi và vưu trí ở bên nhau anh mới nhận ra lúc trước đã hiểu lầm cô ta trước đây anh cho rằng nhân cách đạo đức của trần phi không tốt lắm thế mà lại ở chung với một kẻ như vưu trí sau đó khi trần phi ra sức bảo vệ cửa hàng bánh nướng đã khiến anh đánh giá cô ta cao hơn nhưng cũng không nghĩ nhiều cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện điểm chung nào trong mối quan hệ của hai người trần phi tiếp tục nói bây giờ tôi hối hận cũng đã quá muộn rồi khi biết tôi và anh ta chia tay, mọi người trong gia đình đều thuyết phục tôi quay lại với anh ta. Em họ của tôi còn vì tôi mà mất việc, bây giờ đang rất buồn bã. Trong khoảng thời gian này bố mẹ tôi cũng liên tục bị quấy rối, hai ngày trước sắt chó đi dạo còn bị thương nữa. Tôi không phải là người giàu có gì nên mới chăm chỉ học hành, thì lấy chứng chỉ giáo viên rồi trở thành giáo viên. Kết quả là giờ tôi đã mất việc, tôi cũng không biết phải nói với bố mẹ như thế nào nữa. Cô ta lau nước mắt, Nói xong thì ngồi xuống. Lê Văn Vân nhìn Trần Phi, trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm. Anh đã từng trải qua loại cảm giác này, thậm chí còn hơn chứ không kém. 9 năm trước, anh cũng như vậy. Hơn nữa, mấy nhà quyền quý đã ra tay với anh, thậm chí anh còn không có cơ hội để biện hộ. Khi đó anh mới 18 tuổi, cảm giác bất lực và tuyệt vọng đó không gì có thể so sánh được với cảm giác hiện tại của Trần Phi. Nhìn Trần Phi đang ngồi trên mặt đất, Lê Văn Vân sờ sờ mũi. Thấy cô ta và anh cũng có duyên phận, có lẽ giúp đỡ một lần cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm. Trần Phi ngồi xổm trên mặt đất một lúc lâu mới đứng lên, cô ta không tô son chát phấn nhưng vẫn rất xinh đẹp, lau nước mắt nhìn Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, anh, anh có thể đưa tôi về nhà được không? Tôi sợ vưu trí lại chặn đường tôi, dạo này anh ta luôn chặn đường tôi trên đường về nhà. Lê Văn Vân gật đầu nói, không thành vấn đề anh giúp Trần Phi cầm chiếc hộp và đi về phía nhà của cô ta. Trần Phi không sống cùng bố mẹ, vì công việc mà nhà của cô ta cách nhà quá xa nên đã thuê một căn nhà gần ngay trường học. chương 290, dừng tay. Họ rất coi thường việc Khương Vĩ bị đuổi, bởi vậy nếu nói chuyện này ra thì có lẽ sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Trong mắt phưu trí, Lê Văn Vân vẫn là kẻ hiếp dâm vừa mới ra tù, không hơn không kém. Thấy chuyện bất bình mà thôi lê văn vân thản nhiên nhìn anh ta tôi làm vậy đó thì sao vưu trí cười khẩy nói sao nào cậu tính ra mặt thay cho cô ấy à cậu xứng sao lê văn vân ngay từ lúc còn đi học ông đây đã không ưa cậu rồi đấy lúc đó cậu vẫn còn là người nhà họ lê nhưng bây giờ cậu là cái thá gì chứ cậu chẳng là cái thá gì cả ít sĩ diện trước mặt ông đây đi còn nữa tôi không cần biết cậu làm thế nào mà quen được trần phi nhưng sau này hãy tránh xa cô ấy ra vừa nói, anh ta và đám người kia vừa tiến sát lại. Vưu Trí cười gần nói, lần này tôi sẽ dạy cho cậu một bài học trước đã. Dần thằng chó này một trận cho tôi. Bốp, anh ta vừa dứt lời thì phát hiện Lê Văn Vân đã đặt chiếc hộp trong tay xuống đất, sau đó vung tay lên tát vào mặt anh ta. Vưu Trí chỉ cảm thấy trên mặt có một trận đau rát như lửa đốt. Anh ta nổi giận đùng đùng, trợn to mắt nói, con mẹ mày, dám đánh tao à? những người phía sau vừa định lao tới thì Lê Văn Vân đã đưa tay trái ra kéo Vưu Trí lại đấm anh ta một đấm, ngay giữa mặt. Vưu Trí bị đánh tới mức nổ đom đóm mắt, sống mũi bị gãy, máu cam bắt đầu chảy ra. Trần Phi đứng bên cạnh Lê Văn Vân mà không khỏi đưa tay che miệng, không ngờ Lê Văn Vân không thèm nói gì mà đã ra tay đánh Vưu Trí luôn. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Vưu Trí, cô ta cảm thấy như chút được một nỗi tức giận. Trong khoảng thời gian này, cô ta gần như bị vưu trí dồn ép cho sắp điên lên. Phía sau vưu trí có người xông lên giúp, ngay khi anh ta vừa lao tới thì Lê Văn Vân thản nhiên liếc nhìn rồi tung ra một đạp. Những người bình thường này không thể là đối thủ của Lê Văn Vân, chỉ cần một cú đá cũng khiến người đó bị đá bay ra xa 4-5 mét, nằm trên mặt đất rên la thảm thiết. Lúc này những người còn lại đều sợ hãi không dám tiến lên mà hoảng sợ đứng ngay tại chỗ. Lê Văn Vân nhìn vưu trí, lại một cái tát phung lên hai cái tát đã khiến khuôn mặt vưu trí hoàn toàn sưng tấy máu từ mũi và miệng không ngừng trào ra kèm theo mấy chiếc răng bị gãy phun ra trên mặt đất anh ta tức giận nhìn lê văn vân quát mắng lê văn vân con mẹ mày dám đảnh tao hả đừng tưởng bố mày là cái loại dễ bắt nạt như lê văn sinh ông đây sẽ kiện mày đến táng ra bại sản cho nửa đời sau của mày đều ở trong nhà giam bốp bốp giọng nói còn chưa dứt lê văn vân đã lại tát thêm hai cái đây là lần đầu tiên lê văn vân ra tay nặng như vậy với người thường kể từ khi trí nhớ của anh được phục hồi khuôn mặt của lưu trí bị đánh cho biến dạng đồng thời trong lòng cũng bị đánh cho vô cùng sợ hãi nhìn thấy bàn tay của lê văn vân lại giơ lên anh ta vô cùng hoảng sợ dừng tay đúng lúc này bên cạnh anh có một tiếng hét lớn vang lên lê văn vân quay đầu lại nhìn phát hiện có mấy nhân viên bảo vệ chạy tới trên tay cầm mấy cây côn chỉ vào Lê Văn Vân mà quát tháo. chương 291, vậy đến khi đó tôi sẽ gọi điện cho anh. Lê Văn Vân ngắt lời anh ta, anh sờ sờ cái mũi nói, xem ra dạy dỗ vẫn còn chưa đủ. Ha! Tất cả mọi người đều sướng sờ, ngay sau đó, Lê Văn Vân lao ra đá vào ngực vưu trí. Bích! Vưu trí lại bị đá bay lên không trung, bay xa 4-5 mét, rơi mạnh xuống bãi cỏ. Đồng thời, anh nhìn nhân viên an ninh của tiểu khu bằng ánh mắt lạnh lùng nói, tên nào dám động đậy thử xem. Vào lúc này, khí thế của người gác đêm số không trên người Lê Văn Vân tỏa ra, trong lòng mọi người đều dùng một nỗi sợ hãi vô cùng áp lực. Không ai dám ra tay, bọn họ kinh hãi nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân xoay người, nhặt chiếc hộp trên mặt đất lên, nhìn về phía Trần Phi đang được mặt ra, chúng ta đi thôi. Nơi ở của Trần Phi là một căn hộ có một gian dành cho một người ở, Lúc này, cô ta đang ngồi trên ghế sofa, trên nét mặt có một chút lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn vào palette. Trong nhà vệ sinh, Lê Văn Vân đang rửa tay, vì đánh vưu chỉ nên tay anh bị dính rất nhiều máu tươi. Sau khi cảm giác sảng khoái và sự căm hận nhất thời được phát tiết ra ngoài, trên mặt Trần Phi lại hiện lên một chút lo lắng. Trong mắt cô ta, vưu chỉ là người có tiền có quyền, trong tay anh ta nắm quyền quản lý một công ty, sau lưng lại có sự hậu thuẫn của nhà họ Vưu hùng mạnh đó là loại người mà cô ta không thể chọc vào. Trần Phi không biết Lê Văn Vân có lại lịch thế nào, nhưng theo lời của Vưu Trí thì Lê Văn Vân chỉ là một người vừa mới ra tù và không có căn cơ gì hết. Cô ta lo lắng rằng nếu Lê Văn Vân đánh Vưu Trí, Vưu Trí sẽ thực sự trả thù anh, hoặc như những gì Vưu Trí vừa nói, anh ta sẽ đưa Lê Văn Vân ra tòa, khiến Lê Văn Vân dành phần đời còn lại của mình trong tù. Sau khi Lê Văn Vân bước ra ngoài, Trần Phi mím môi, nói, Lê Văn Vân, cảm ơn anh, nhưng... Ngộ nhớ vưu trí thật sự kiện anh ra tòa thì phải làm sao đây? Không sao, cậu ta muốn kiện thì cứ để cậu ta kiện đi. Lê Văn Vân nhún vai thở ơ nói, việc đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Chỉ cần đến lúc đó người nhà cô chịu đứng ra làm chứng rằng cậu ta quấy rối các người, tôi sẽ chẳng mảy may hề hấn gì hết. Nói xong, anh nhìn về phía Trần Phi hỏi, còn cô, vưu trí bị tôi dạy dỗ một trận như vậy, sau này chắc hẳn cậu ta sẽ không dám tiếp tục đến làm phiền cô nữa. Cố định làm gì, quay lại trường học à? Trần Phi ngẩn người, sau đó đáp, tôi không muốn quay lại trường nữa. Sự việc lần này đã khiến tôi hơi chạnh lòng, hôm qua sau khi thông báo được đưa ra, tôi đã đăng CV của mình lên mạng, lát nữa tôi sẽ đi phỏng vấn vào lúc 11 giờ. Dù sao ở trường cũng không kiếm được nhiều tiền, chỉ bằng ra ngoài đi làm cho những công ty lớn. Lê Văn Vân gật đầu đây cũng là một lựa chọn của cô ta. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, cô đi phỏng vấn ở công ty nào? Công ty bên tập đoàn Hoàn Vũ, tôi đi phỏng vấn vị trí công việc hành chính, chắc là không có vấn đề gì, Trần Phi đáp. Lê Văn Vân bất ngờ, sờ mũi nói, được, vậy chúc cô phỏng vấn thành công. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Mặc dù anh và Trần Mỹ Huyên khá quen thân, nhưng vẫn chưa đủ thân thiết đến mức đủ để anh bảo đối phương tùy tiện tuyển một người vào công ty chương 292, ông ta thật sự nói như vậy ư. Nói xong, anh định dập máy. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vọng ra, số 0. Sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, anh hỏi, ai vậy? Đầu dây bên kia lại im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau, người đó mới nói ơn giả. Ngày hôm nay, đối với thành phố Lâm Hải mà nói là một ngày không bình thường nhà họ lê rơi vào cảnh hỗn loạn và lo lắng, giá cổ phiếu của các công ty niêm yết gần như giảm mạnh. Chỉ trong một buổi sáng, tổng giá trị thị trường của gia đình họ lê đã bốc hơi vài tỷ tệ. Đúng lúc này, trong tổng bộ của nhà họ Diệp, Diệp Kỳ đang ngồi trong văn phòng, nhìn thị trường chứng khoán trên điện thoại di động, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn sen lẫn kinh hãi. Đúng vậy, những người khác không biết tại sao bây giờ nhà họ lê lại hỗn loạn như vậy, nhưng anh ta thì có lê văn vân thật sự làm được anh đã thật sự khiến nhà họ lê chịu tổn thất cực kỳ lớn đây mới chỉ là thứ hai đầu tuần thôi cho đến trước khi buổi tổng kết cuối năm của nhà họ lê diễn ra ai mà biết được nhà họ sẽ còn tổn thất bao nhiêu tiền nữa và vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên hiện giờ anh ta đã tham gia vào cuộc tranh đoạt và rất có thể anh ta sẽ trở thành người hưởng lợi đầu tiên trong lần trao đảo dối gen này của nhà họ lê trong lòng anh ta vừa thấy vui mừng vừa thấy sốc anh ta thực sự không thể hiểu một người đã ngồi trong tù chín năm như lê văn vân rốt cuộc đã làm được những điều này bằng cách nào lê văn vân diệp hinh đang ngồi đối diện diệp kỳ trên nét mặt cô ta hiện lên vẻ chán nản và dầu dĩ miệng lẩm bẩm cái tên đó anh ta thật sự đã nói là sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân trong buổi tổng kết cuối năm của nhà họ lê vào thứ bảy sao cô ta ngẩng đầu nhìn diệp kỳ hỏi diệp kỳ gật đầu đáp đúng là anh ta đã nói như vậy Diệp Hinh mím môi, sau đó thở dài, nói, vậy đến lúc đó em cũng đi, anh đưa vé vào cửa cho. Em, cùng lúc đó, tại nhà họ Liễu ở Lâm Hải. Liễu Tinh Ngữ tức giận, thở hổn hển chạy vào trong nhà. Nơi ở của nhà họ Liễu không phải là một ngôi nhà có kiến trúc hiện đại, mà là một nơi có kết cấu như tứ hợp viện. Đương nhiên, trang hoàng bên trong vẫn mang hơi hướng hiện đại. Tứ hợp viện chiếm diện tích khá lớn, một tổ hợp viện như này ở Lâm Hải có ít nhất cũng phải có giá vài trăm triệu tệ. Trong tứ hợp viện, có một căn phòng cực lớn, căn phòng này được gọi là phòng luyện công. Liễu Tinh Ngữ chạy sồng sộc vào trong đó. Bên trong, Liễu Vân Sơn đang ngồi xếp bằng, nghe thấy tiếng động, ông ta mở mắt ra, nhìn Liễu Tinh Ngữ hỏi chuyện đã làm xong chưa? Vẫn chưa à, Liễu Tinh Ngữ đáp, lôi bân nói thích làm là làm thôi. Hửm, Liễu Vân Sơn nhướng mày hỏi, ông ta thật sự nói như vậy ư? Thật à, cháu còn gặp được Lê Văn Vân ở tầng dưới của tập đoàn Hãn Vũ. Anh ta là một tên khốn, anh ta dám, dám gọi cháu là cô em xã hội đen, Liễu Tinh Ngữ vô cùng tức giận. Chương 293 e là chúng tôi không làm được. Cậu ta đã nghĩ đến lúc đó phải chỉnh, Lê Văn Vân như nào mới có thể khiến mình được hả giận. Đúng lúc này, giọng nói của Hoàng Lượng vọng từ trong điện thoại ra, "Ông Liễu, những chuyện khác thì không có gì khó, nhưng chuyện này thì e là chúng tôi không làm được." hả liễu vân sơn cau mày lại hỏi tại sao tôi không thể tiết lộ lý do cụ thể là gì chỉ là tôi thật sự không thể giúp ông chuyện này được hoàng lượng đáp liễu tinh ngữ và liễu bạch cũng nghe thấy nội dung cuộc gọi cả hai đều xứng sở đứng ngây người tại chỗ ở một nơi khác tại công tiểu khu nhà trần phi lê văn vân đưa điện thoại lên tai đứng ở đó trong mắt anh ngập tràn sát ý anh không nói gì đầu dây bên kia cũng thế lúc này chỉ có sự im lặng bao trùm bọn họ một lúc sau lê văn vân mới liếm môi nói anh đang ở lâm hải đúng không đến đây đánh nhau một trận đi đánh nhau một trận ư không cần thiết đầu dây bên kia một giọng nói khàn khàn vang lên hơn nữa cậu cũng không đánh lại tôi đâu nhưng chúng ta có thể gặp mặt tôi muốn nói chuyện với cậu nói về người gác đêm giọng nói khàn khàn kia tiếp tục vang lên giản hưng Lê Văn Vân sờ sờ mũi mình nói, nói chuyện hay không nói chuyện thì tôi không có ý kiến gì. Những câu tôi không đánh lại anh thì hơi khó nghe đấy. chương 294, chuyện này thì con có biết. Nói chút chuyện với tôi, muốn châm ngòi mối quan hệ giữa tôi và người gác đêm, Lê Văn Vân nói, chắc là muốn thăm dò chiều hướng của tôi một chút, xem có thể kéo tôi sang cùng một trận doanh với với anh ta hay không. Phạm Nhược Tuyết ở bên kia im lặng, sau đó hỏi, anh trả lời như thế nào? Không có người gác đêm, chắc có lẽ tôi còn đang ngồi trong mục giam, cả đời không thể ra ngoài." Lê Văn Vân cười nói, "Huống hồ, người gác đêm còn có bác sĩ Phạm mà tôi yêu nhất mà." "Ha ha, Phạm Nhược Tuyết cười khẩy một tiếng, nói, "Người phụ nữ anh yêu nhiều quá rồi." "Nhỉ." Nói bậy, trong lòng tôi chỉ có một mình cô, trời đất chứng giám. "Bác sĩ Phạm, thật đó, tuổi của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, phải hẹn hò nghiêm túc, sau đó kết hôn và sinh con." nếu sau này chúng ta chết trận thì cũng có thể để lại hương khói gì đó. Tôi nói thật, tút tút tút. Phạm Nhược Tuyết trực tiếp cúp điện thoại của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân sờ mũi, cất điện thoại di động đi. Sau đó anh định đón xe, tiếp tục đi tìm Lý Tiểu U và Phạm Nhược Tuyết. Hai ngày tiếp theo, Lê Văn Vân có cuộc sống khá ổn định. Ban ngày thì đi làm với bố, sau đó nửa chừng lại chuồn mất chạy đến chỗ Phạm Nhược Tuyết ngủ. Đám người Phạm Nhược Tuyết đã dành cho Lê Văn Vân một căn phòng trống, anh không cần ngủ trên ghế sofa nữa. Rồi đến tối, anh mới chậm rãi trở về nhà. Thỉnh thoảng, anh cũng lặng lẽ đi theo Vương Giai Kỳ, bảo vệ cô ấy một chút. Trong những lúc đó, dù là Vương Giai Kỳ hay cao thủ bên cạnh Vương Giai Kỳ, cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng bị phát hiện. May mắn thay, Giản Hưng không có ý muốn ra tay, vẫn không biết anh ta đang ẩn nấp ở đầu trên thế giới này thậm chí anh ta có ở lâm hải hay không cũng không rõ chớp mắt một cái hơn ba ngày bất chi bất giác đã trôi qua đến buổi tối thứ năm như thường lệ lê văn vân thưởng thức bữa tối do phạm nhược tuyết làm ở nhà của cô chờ sau khi hai người phạm nhược tuyết và lý tiểu u đi làm nhiệm vụ anh mới từ từ lắc lư về nhà về đến nhà nhìn thấy bố mẹ ngồi ở trên sofa lê văn vân chào hỏi bọn họ bố mẹ con về phòng trước con đứng lại đã, tao vận mở miệng nói, Lê Văn Vân, không phải con lại gạt mẹ và bố con đó chứ? Lại, tại sao lại sử dụng từ này? Lê Văn Vân không biết nói sao. Lê Cảnh An nhìn về phía Lê Văn Vân và hỏi, con có biết gần đây trong công ty đã xảy ra chuyện lớn gì không? Hả? Lê Văn Vân kinh ngạc nhìn Lê Cảnh An, hỏi chuyện gì vậy? Lê Cảnh An nhìn Lê Văn Vân và nói, bên công ty đã ra tay với nhà họ Lê rồi, hơn nữa còn là kiểu không chết không ngừng. Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường chứng khoán của công ty gặp nhiều xáo trộn rất kịch liệt, tổn thất tương đối nặng nề. chương 295 chúng ta vẫn chưa biết. Chuyện này thì con không biết nhiều lắm. Lê Văn Vân xoa xoa mũi nói, đây có thể là tự duy chiến lược của chủ tịch lôi cũng nên. Nhà họ Lê mấy ngày nay thế nào? Tổn thất có lớn không? Tổn thất khá lớn, Lê Cảnh An nói tổng giá trị thị trường của tất cả các công ty niêm yết dưới tên nhà họ Lê đã bị thu hẹp gần một phần năm, với mức lỗ gần 100 tỷ. Chủ yếu là không biết tại sao, ngoài tập đoàn Hán Vũ, có rất nhiều người ra tay với nhà họ Lê. Thấy Lê Cảnh An nói chuyện đĩnh đạc, Lê Văn Vân nghĩ tới việc bố anh đã từng là một thần đồng kinh doanh, Lê Cảnh An đóng một vai trò rất lớn trong sự quật khởi của ngành công nghiệp quần áo của nhà họ Lê. Có lẽ ngày mai có thể cho Lôi Bân nói về những chuyện này với bố mình, xem bố mình có ý tưởng gì không, Lê Văn Vân nghĩ thầm trong lòng ban đầu anh không muốn để lê cảnh an quản lý chuyện công ty muốn lê cảnh an sống thoải mái một chút nhưng gần đây anh cũng có thể cảm nhận được mỗi ngày lê cảnh an cảm thấy khá nhàm chán có lẽ nếu tìm được việc gì đó để làm lê cảnh an sẽ vui hơn tào vân nhìn lê văn vân nói được rồi trước tiên chúng ta đừng nói chuyện này nữa không phải con nói muốn dẫn bạn gái đến gặp mặt bố mẹ sao người đâu không phải con lại gạt bố mẹ nữa chứ chỉ là con không muốn đi xem mắt thôi đúng không mẹ vẫn cảm thấy cô gái đó khá tốt nó cũng sẵn lòng gặp mặt con lần nữa tốt cái gì mà tốt lê văn vân cạn lời bạn gái của con đã tới lâm hải rồi ngày mai con sẽ dẫn đến cho bố mẹ xem đây là do con nói đấy tào vân nói nếu như ngày mai con không dẫn về được thì hãy ngoan ngoãn đi xem mắt đi lê văn vân gật đầu trở về phòng vội vàng gửi wechat cho đỗ tịch tịch để ăn khớp mọi chi tiết tránh bị hư đường vào ngày mai quyết định xong anh nhìn thứ năm trên điện thoại, thản nhiên nói còn hai ngày nữa. Nhà họ Lê, trong gần bốn ngày này, Lê Trung Hằng không có được một đêm ngon giấc. Lúc này, trong tòa nhà lớn của nhà họ Lê, hầu hết các cấp cao của nhà họ Lê đều đã đến. Trên chủ vị, ông lão tóc hoa dâm ngồi đó là người có địa vị cao nhất trong nhà họ Lê hiện tại, Lê Vĩnh Xanh. Lê Vĩnh Xanh đã hơn 80 tuổi, nhưng là một người giàu có, được bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn vẫn thần thái sáng láng ngoại trừ mái tóc hoa dâm ra, nhìn từ bề ngoài thì trông ông ta như mới ngoài 60 tuổi. Ông ta ngồi đó với một cỗ hương vị không giận tự uy. Ngồi bên cạnh ông ta là Lê Trung Hằng, ngoài ra còn có hai người đàn ông. Đây là ba người đứng đầu của ba dòng chính nhà họ Lê, cũng là những người nắm giữ số cổ phần lớn nhất trong sản nghiệp của nhà họ Lê. Ngoài ra, trong phòng còn có rất nhiều người trung niên, vị trí cuối cùng là thế hệ thứ ba của nhà họ Lê. Lê Tử Thiện, Lê Hoán, Lê Tử Dụ, V, V. Được rồi, bắt đầu đi. Lúc này, Lê Vĩnh Xanh mở miệng nói, Trung Hằng, con nói trước, cuộc hỗn loạn lần này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trên khuôn mặt của Lê Trung Hằng có quầng thâm mắt rất dày. Với tư cách là người đứng đầu tất cả các doanh nghiệp của Lê Thị, ông ta đã hầu như không ngủ trong gần 4 ngày nay, cả người cũng lộ ra cảm giác mệt mỏi. Audio điện tử võ tấn bền chương 296, được, nghị quyết được thông qua về những gì lê trung hằng nói anh ta không tỏ ra quan tâm lắm anh ta biết mình muốn chân chính kế thừa gia tộc là chuyện không có khả năng tuy rằng trên danh nghĩa là người thừa kế thứ hai nhưng anh ta biết rõ lê tử thiện nhất định là người thực sự nắm quyền thế nên anh ta cũng không quan tâm lắm cứ bình tĩnh ngồi đó mà xem lê trung hằng nói lý do mà chúng tôi đoán rất có thể là tập đoàn hãn vũ đã liên kết các nhà làm cùng nhau từ trước đến nay tập đoàn hãn vũ chưa bao giờ đối phó với chúng ta như vậy. Hai ngày nay, một số công ty mà chúng ta hợp tác cũng đang giúp đỡ. Lôi bần bị điên à, bên trái Lê Trung Hằng, người ở chi thứ hai nhà họ Lê Cao Mày nói, ông ta làm vậy không có lợi ích gì cho tập đoàn hãn vũ cả. Giá trị thị trường của tập đoàn hãn vũ gần đây cũng luôn sụt giảm. Không biết ông ta đang nghĩ như thế nào, Lê Trung Hằng nói đến đây, tôi có một ý tưởng to gan. Hả, Mọi người nhìn về phía ông ta. Lê Trung Hằng nói, tôi biết, quả thật là không có khả năng cho lắm, nhưng tôi không thể không suy nghĩ như vậy. Lôi Bân này có một ít quan hệ với Lê Cảnh An, người đã bị chúng ta đuổi khỏi gia tộc trước đây. Lê Cảnh An đi làm ở đâu chứ? Cũng là sau khi Lôi Bân nắm quyền điều hành tập đoàn Hán Vũ, Lê Cảnh An đến tập đoàn Hán Vũ, còn Lê Văn Vân, kẻ đã phạm tội cưỡng hiếp và bị bỏ tù 9 năm trước, trở về Lâm Hải và thuận lợi gia nhập tập đoàn Hán Vũ. Nói đến đây, ông ta cần nhắc một hồi rồi nói, "Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng chuyện này nhất định có liên quan đến cha con Lê Cảnh An." "Làm sao có thể chứ?" Bên cạnh, một người của nhà họ Lê chế nhạo nói, "Chúng ta đều biết cha con Lê Cảnh An là loại người như thế nào. Lúc trước Lê Cảnh An này ở nhà chúng ta cũng được coi là không tệ, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, tất cả chúng ta cũng rõ mồn một về bối cảnh của ông ta. Về phần Lê Văn Vân đó, anh ta đã phải ngồi tù 9 năm." Đoán chừng là anh ta dựa vào mối quan hệ của Lê Cảnh An mới đi làm ở tập đoàn Hãn Vũ. Sao Lôi Bân có thể vì một cặp cha con như vậy mà chịu thua lỗ cả tập đoàn Hãn Vũ chứ? Đúng đó, một người khác nói, hơn nữa Lôi Bân cũng không có tư cách này, hình như ông ta không có cổ phần nào trong tập đoàn Hãn Vũ hết. Đây cũng là điểm chúng ta nghi ngờ, cho nên cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Lê Trung Hằng nói, bằng không tôi không nghĩ ra Lôi Bân có lý do nào để động thủ với chúng ta. Bên ngân hàng Tân Hải thì sao? Có người hỏi lại. Bên này thì hoàn toàn không rõ ràng lắm. Lê Trung Hằng nói, sau sự việc lần này, chúng tôi đã liên lạc với Hoàng Lượng, Hoàng Lượng hoàn toàn mặc kệ. Ngày hôm qua chúng tôi tìm đến ông cụ liếu của nhà họ liếu, hy vọng ông ta hỗ trợ, sử dụng quyền hạn thẻ kim cương mà yêu cầu ngân hàng Tân Hải ngừng nhầm mục tiêu vào chúng ta, nhưng ngân hàng Tân Hải từ chối rồi. Không có một tin tức tốt lành nào từ miệng Lê Trung Hằng chương 297 đây là lần đầu tiên anh dẫn bạn gái về gặp bố mẹ. Hiển nhiên đỗ tịch tịch ăn diện rất tỉ mỉ, cô ấy rất ít khi trang điểm nhưng hôm nay cũng trang điểm nhẹ nhàng, không nhìn ra được khuyết điểm nào trên khuôn mặt tinh xảo của cô ấy. Váy dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân nhỏ nhắn của cô ấy. Trên tay cô ấy xách ngang một cái túi, đồng thời có hai cái hộp nhỏ. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ấy mỉm cười, đi đến trước mặt anh, xoay một vòng rồi hỏi thế nào xinh đẹp nhỉ lê văn vân nuốt nước miếng nói xinh đẹp xinh đẹp nhưng một lát nữa đừng có để lòi đuôi yên tâm đi đỗ tịch tịch nói xong đưa hai chiếc hộp nhỏ cho lê văn vân sau đó nắm lấy tay anh nói đi thôi mình đi gặp bố mẹ của chúng mình thôi má nó nhập vai nhanh thật đấy lê văn vân không nói nên lời cầm hai cái hộp gỗ anh cau mày hỏi đây là cái gì quà tặng cho bố mẹ của anh mẹ anh là dây chuyền, còn bố anh là đồng hồ, đỗ tịch tịch nói đến đây, thì trong người thoáng nhói lên, nói tốn hết của tôi mấy chục vạn đấy. Đắt như vậy à, Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Hừ, coi như báo đáp ân tình của anh, đỗ tịch tịch cong môi nói, không phải ý của anh là chân thật hơn một chút sao. Như vậy chắc cũng đủ biểu hiện rồi chứ. Lê Văn Vân cười nói, được. Anh vẫy một chiếc xe, sau đó hai người bắt taxi và đi về nhà khi thuận lợi đến cửa nhà lê văn vân không khỏi dừng lại một chút sau đó trên mặt hiện lên biểu cảm kỳ quái bên tại anh nghe được có rất nhiều người trong phòng sao còn chưa tới giọng lê cảnh an từ trong phòng vọng ra ôi trời cảnh an con vội vàng như vậy mà làm gì không phải nó vừa mới gọi điện nói đang trên đường về rồi sao đây là giọng của bà ngoại của lê văn vân ngoài ra lê văn vân còn nghe nói liễu ngọc tào dung trong nhà có ít nhất 7, 8 người. Anh sắp phát điên rồi. Anh vốn tưởng rằng chỉ là đưa Đỗ Tịch Tịch đi gặp bố mẹ của mình một chút mà thôi, nhưng không ngờ bố mẹ lại dẫn hầu hết thân thích họ hàng của anh đến đây. Có chuyện gì vậy? Tôi vẫn chưa ngại ngùng đầu mà anh đã ngại ngùng không đi vào rồi à? Đỗ Tịch Tịch thấy Lê Văn Vân dừng bước lại thì ngạc nhiên hỏi. Lê Văn Vân bất đắc dĩ nhìn Đỗ Tịch Tịch, nói, khó quá rồi, nhà tôi hình như đông người lắm. Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói, "Này thì có gì đâu, cũng chẳng phải bổn tiểu thư không ra tay được, cứ thoải mái đi vào là được." Nói xong, Đỗ Tịch Tịch nghiêm mặt, trên môi mang theo nụ cười, cả người thay đổi từ vẻ tinh danh sang dáng vẻ dịu dàng, hiền thục. Lê Văn Vân choáng váng cả người. Lần đầu tiên gặp Đỗ Tịch Tịch, Đỗ Tịch Tịch không nói nhiều lắm, giống như một nữ thần lạnh lùng. Sau khi tiếp xúc, anh nhận thấy Đỗ Tịch Tịch hoàn toàn khác so với thời điểm đó, có chút hoạt bát và tinh danh. chương 298 người giàu nhất Giang Thành. Hơn nữa cô bạn gái này còn là đồ giả đấy. Bây giờ trong nhà có nhiều người đến vậy, ngộ nhớ bị vạch trần thì xấu hổ lắm. Thấy mọi người ngứa ra thì Lê Văn Vân cảm thấy hơi lúng túng. Trái lại, đô tịch tịch tỏ ra rất tự nhiên hào phóng. Cô ấy buông cánh tay Lê Văn Vân ra và nói, xin chào các cô chú, cháu là bạn gái của Lê Văn Vân. Cháu tên là Đỗ Tịch Tịch, đến từ Giang Thành ạ. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, rồi cúi đầu chào. Dáng vẻ đúng chuẩn con gái gia đình danh giá, rất lịch sự và lễ phép. Nghe thấy giọng nói của cô ấy, lúc này những người khác mới lấy lại tinh thần. Tào Vân vội vàng chạy từ cửa phòng bếp ra, nói: "Ngồi đi, cháu ngồi xuống đi." Bọn họ mặc kệ Lê Văn Vân, chỉ nắm lấy tay Đỗ Tịch Tịch và kéo cô ấy ngồi xuống ghế sofa, Tào Vân nói: "Cô gái nhỏ thật xinh đẹp, Văn Vân đúng là có phúc." Đúng vậy, lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người đỗ tịch tịch hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của lê văn vân lôi kéo đỗ tịch tịch hỏi đông hỏi tây đối với vợ chồng lê cảnh an mà nói thì lê văn vân đeo tội danh trên lưng muốn tìm một người bạn gái đã rất khó khăn huống chi bây giờ lê văn vân còn tìm về một cô bạn gái xinh đẹp đến vậy hơn nữa trông còn dịu dàng hiền thục như con gái trong gia đình danh giá không cần biết sau này sẽ như thế nào chỉ riêng biểu hiện của Đỗ Tịch Tịch trong lần đầu gặp mặt này thôi đã khiến mọi người trong nhà đều rất hài lòng. Họ cứ lôi kéo Đỗ Tịch Tịch trò chuyện mãi, hỏi han đủ thứ. Đỗ Tịch Tịch cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào, cô ấy vẫn luôn mỉm cười đáp lại từng lời của họ. Đồng thời, cô ấy cũng chủ động nói mình đã tốt nghiệp Đại học Lâm Hải, rất quen thuộc Lâm Hải. Nghe Đỗ Tịch Tịch tốt nghiệp Đại học Lâm Hải, vợ chồng Lê Cảnh An lại càng hài lòng hơn. Em, bên cạnh lê văn vân ho khan một tiếng mới nói mọi người quan tâm con một chút được không liễu ngọc nở nụ cười liếc nhìn lê văn vân sau đó lê văn vân bước tới nhìn một lượt rồi đưa hai chiếc hộp trong tay cho vợ chồng lê cảnh an và nói đây là quà của tịch tịch tặng bố mẹ ôi tào vân vội vàng nói người tới là đủ rồi còn đem theo quà làm gì thật dối trá lê văn vân âm thầm nói trong lòng ngoài miệng tào vân nói như vậy nhưng trên mặt lại nở nụ cười rất hài lòng đỗ tịch tịch nói thật ngại quá vì văn vân nói với cháu chỉ đến đây để gặp cô và chú cháu không biết người lớn trong nhà đều ở đây nên chỉ đem theo hai món quà lần sau cháu chắc chắn sẽ bổ sung ạ à. không cần không cần tào dung nói mau mở ra xem thử đi tào vân gật đầu bà ấy xoa xoa tay rồi mở chiếc hộp tinh xảo trong tay ra sau khi mở bên trong lộ ra một sợi dây truyền màu trắng bạc bên trên có định một viên kim cương lấp lánh thứ này thoạt nhìn không hề rẻ ôi chao thứ này quý giá quá rồi tào vân vội vàng nói không sao đâu tịch tịch rất có tiền mẹ cứ yên tâm nhận đi lê văn vân cười nói lúc này lê cảnh an cũng mở hộp trong tay mình ra một chiếc đồng hồ màu vàng kim xuất hiện trước mặt ông ấy lúc này liễu ngọc mới chú ý tới biểu tượng trên hộp nói các tia hả mọi người đều quay đầu nhìn cô ấy liễu ngọc nuốt nước miếng nói các tia là tên một thương hiệu nổi tiếng Tôi đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ này, giá khoảng 20 mấy vạn. Tất cả mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó bọn họ chỉ nghĩ sợi dây chuyền rất đắt nhưng không nghĩ tới giá bao nhiêu. Bây giờ Liễu Ngọc nói với bọn họ rằng chiếc đồng hồ này trị giá hơn 20 vạn tệ, vậy sợi dây chuyền mà cô ấy tặng cho Tào Vân chắc chắn cũng không phải rẻ. Vợ chồng Lê Cảnh An còn đỡ một chút nhưng đối với đám người Tào Dung thì một món đồ trị giá hơn 20 vạn tệ là con số trên trời. Ngay cả nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Chương 299 anh định cảm ơn tôi thế nào đây? Nói xong câu cuối, cô ấy vẫn có vẻ hơi ngại ngùng, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng. Nghe hai người nói thế, vợ chồng Lê Cảnh An cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể cất đồ đi. Tào Vân nhìn Lê Văn Vân nói, mẹ đi nấu cơm trước, sẽ xong ngay thôi. Hai đứa ngồi nói chuyện chút nhé. Liễu Ngọc, cháu trò chuyện với Tịch Tịch một lát nhé. Sau đó Lê Văn Vân lại trở thành người bị bỏ rơi. Bà ngoại của anh nắm lấy tay Đỗ Tịch Tịch với vẻ hài lòng, những người khác cũng hỏi Han Ân cần, ví dụ như cô ấy và Lê Văn Vân quen nhau thế nào, họ quen nhau bao lâu rồi, Vân Vân. Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch đã trao đổi những vấn đề này từ trước để tránh không bị lộ nên Đỗ Tịch Tịch trả lời rất thành thạo. Nhìn thấy Đỗ Tịch Tịch đối đáp trôi chảy và sự hài lòng của người trong nhà, Lê Văn Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đã đủ ứng phó tạm thời rồi, anh nói thầm trong lòng, trong đầu chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút. Lê Cảnh An lặng lẽ đi vào phòng bếp, nhìn Tào Vân bận rộn nói, "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này tặng quà đắt tiền quá, hại tôi cũng ngại đem quà chúng ta đã chuẩn bị ra tặng con bé." "Đúng thế, lần đầu tiên con gái người ta đến thăm nhà bạn trai, họ thân là bố mẹ đương nhiên phải chuẩn bị quà gặp mặt." Trước đó hai người cũng đã bỏ ra hơn hai bạn mua một sợi dây chuyền làm quà, còn chuẩn bị sẵn một bao lì xì đỏ nữa. Nếu là một gia đình bình thường thì món quà này đã đủ nhiều nhưng họ không ngờ Đỗ Tịch Tịch lại tặng một món quà giá trị như vậy. Chuyện này khiến hai người có hơi lúng túng. Xem ra tình cảm của hai đứa nó rất tốt, Tịch Tịch cũng có ý muốn ở bên Lê Văn Vân cả đời. Hay là đưa cho con bé món đồ mà mẹ tôi đã truyền lại cho tôi đi. Tào Vân suy nghĩ một hồi rồi nói, như vậy không được món đồ đó chỉ có thể truyền lại khi văn vân kết hôn thôi bây giờ trong tình cảm của hai đứa nó rất tốt đẹp nhưng nếu lỡ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì sao lê cảnh an hỏi sau đó hai vợ chồng lại bắt đầu xoắn suýt lúc ăn cơm cả nhà vô cùng vui vẻ và hòa thuận ăn cơm xong tào dung và bà ngoại của lê văn vân kéo đỗ tịch tịch trò chuyện tiếp họ rất hài lòng với đỗ tịch tịch lê văn vân thấy không còn việc gì đáng ngại nữa thì khẽ thở phào một hơi sau đó trở về phòng và tìm mảnh vì sao sa mạc đỗ tịch tịch đã giúp anh một việc lớn vì vậy dĩ nhiên anh sẽ không keo kiệt lê văn vân không quá coi trọng tiền bạc bất kể vì sao sa mạc này có đắt tiền đến đầu anh cũng cảm thấy không mấy quan trọng anh vừa xoay người cửa phòng đã bị đẩy ra sau đó đỗ tịch tịch thò đầu vào lúc thấy lê văn vân thì lè lưỡi tinh nghịch bước vào phòng rồi đóng cửa lại thế nào hả biểu hiện của tôi có đạt yêu cầu của anh không Đỗ tịch tịch ngồi xuống giường cười nói. Hài lòng hài lòng, Lê Văn Vân cũng cười nói, họ thả cô đi rồi sao? Ừ, đỗ tịch tịch gật đầu nói, nhắc tới mới nhớ, anh định cảm ơn tôi thế nào đây? Lê Văn Vân cười nói, tôi đã chuẩn bị quà cho cô rồi đây này. Top chương 300, tên Lê Hàng có thể phản bội không? Lâm Hải đêm nay đã định trước không được yên ổn. Lê Văn Vân kéo một cái ghế đổ ngồi ở trên ban công, ánh mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh. Suy nghĩ, anh không có ý định đi ngủ. Lúc này, trong lòng anh có một sự gấp rút vô cùng lớn. Lâm Hải lúc hừng đông, ở một hướng khác, lúc này là một khoảng cát bay đá chạy, cùng những âm thanh khác nhau thỉnh thoảng lại nổ ra giữa rừng cây. Ngay sau đó, một bóng người mặc quần áo đen và cầm một con dao trong tay xông ra khỏi rừng cây, hung hăng đánh xuống đất. Trong nháy mắt này, mặt đất thoáng sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Từng là số 2 của người gác đêm cũng chỉ có như thế thôi trong bóng tối một giọng nói thản nhiên vang lên đúng vậy bóng người bay ra này là hoàng thi kỳ hoàng thi kỳ lẫn người tại chỗ phun ra một bảng màu vẻ tức giận lóe lên trên khuôn mặt xinh đẹp ngay sau đó trên thân thể của cô dường như có một làn sóng khí dập dờn rời đi đồng thời hai chân cô ấy dùng sức cả người phóng ra với tốc độ cực nhanh chạy về phía xa trong nháy mắt cô ấy chạy đi, bên trong rừng cây có một bóng người chậm rãi đi ra. Trong anh ta có vẻ khoảng 30 tuổi, mặc quần áo thể thao bình thường, bước ra ngoài sờ mũi mình. Rất xinh đẹp, tôi thích, anh ta liếm môi, cười tủm tìm nhìn về hướng Hoàng Thị Kỳ rời đi. Chẳng mấy chốc, một người nước ngoài tóc vàng chạy đến và hét lên, anh mau đuổi theo giết cô ta, giết cô ta cho tôi. Người đàn ông mỉm cười, quay phát đầu lại liếc mắt nhìn người nước ngoài kia một cái sắc mặt của người ngoại quốc run lên, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, không dám nói nữa. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Trên ban công, Lê Văn Vân từ trên ghế chậm rãi mở mắt ra, tiên nắng ban mai đầu tiên hiện lên trong mắt anh. Anh ngồi trên ban công rồi ngủ thiếp đi. Chưa rồi. Lê Văn Vân đứng dậy, chậm rãi thở phào một hơi. Sau khi tắm rửa qua loa, ăn sáng xong, anh cùng với Lê Cảnh An đến công ty trước. Lần này, anh không trực tiếp chuồn đi mà theo Lê Cảnh An vào trong công ty. Bởi vì đã tới một lần nên anh vẫn còn nhớ văn phòng của Lôi Bân. Khi lên đến tầng cao nhất, anh tạm biệt Lê Cảnh An và bước vào trong văn phòng của Lôi Bân. Nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào, lôi bán tuét miệng cười nói cậu tính ra được rồi. Cậu đã chờ ngày này suốt 9 năm rồi phải không? Lê Văn Vân sờ sờ mũi, cười hỏi bao lâu nữa qua đó. Cậu ở chỗ tôi đợi một lát đi, tôi còn phải họp buổi sáng, phải thu xếp một số việc mới được. Bây giờ bên nhà họ Lê có lẽ đang dối tung cả lên rồi, còn kiên quyết phải tổ chức tiệc tổng kết cuối năm này, phỏng chừng là muốn mượn sức một số người thông qua bữa tiệc này. Lôi Bân nói, vậy tôi sẽ đập cho bọn chúng nát bấy, Lê Văn Vân khẽ cười nói. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 300